Và bây giờ sẽ chắc đồ lên xe để đi Thủ Thừa, Long An nấu từ thiện quý vị. Trời ơi, bữa nay em đi bán không quẹo. Quá trời đồ luôn quý vị ơi. Ủa ông có đi không ông quẹo? Có đi không? Có hả? Chị Loan. Cái này chị Loan thùng nước cam nè. Hai thùng vậy? Có thùng mà. Nó khiên đồ lên xe quá trời quý vị. Tại vừa cúng dường vừa nấu ăn mà vừa cho quà. Cái này uống dừa. Vậy nước đá này giờ đổ vô đâu? Hai từ từ em lên đồ nè, lên lấy đồ vô. Rồi rồi. Cái này cơm để trễ. Ủa đem theo đá nữa hả? Hôm nay nấu đồ chay rồi đi phóng sanh luôn quý vị, quá trời đồ luôn. Gạo nữa. Gạo bỏ dưới á. Trời ơi. Quá trời quá đất đồ nè quý vị. Quý một xe luôn. À, cô Loan ơi, ngày hôm nay con có nhận được số tiền của các mạnh thường quân trong và ngoài nước hỗ trợ. Con có nhận được 2 triệu của chị Trúc ở Biên Hòa, Đồng Nai gửi cô 2 triệu làm từ thiện. Em cảm ơn chị Trúc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi cô Mạnh Thường Quân ở Dĩ An là gửi cho cô 1 triệu. Và bạn của cô ở Mạnh Thường Quân Dĩ An là chị Hạnh, 1 triệu nữa là 2 triệu. Cái này là cô Dĩ An. Dạ, cô Dĩ An. Bạn cô Dĩ An. Dạ. Với lại bác Quảng Đào ở Úc là 1 triệu cho cô nấu từ thiện. Tổng cộng là con gửi cho cô 5 triệu. Con cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Con cảm ơn cô Trúc ở Biên Hòa 2 triệu. Cảm ơn cô Dĩ An đó, 1 dạ. triệu. Chị Hạnh là bạn của cô ở Mạnh. Dĩ An, dạ. 1 triệu. Bác Quảng Đào 1 triệu. Dạ. Thì hôm nay con cũng có chích ra một phần 2 triệu để con cũng đi phóng sanh luôn đó. Dạ. Dạ, dạ. Con xin cảm ơn cô chú anh chị. Dạ. Giờ cô cháu con chuẩn bị lên đường. Dạ. Hôm nay cô cháu con với gia đình mình cùng tiếp tục đi nấu ăn ở trong chùa. Và đi vừa nấu ăn mà vừa cho quà trẻ, vừa tham gia phóng sanh. Thì hôm nay là con cũng cho cô chú anh chị biết rõ hơn là số tiền mà cô chú anh chị trợ duyên cho con để mà làm thiện nguyện đó. Thì làm nhiều nơi nhiều chỗ, vừa nấu ăn mà vừa giúp đỡ hoàn cảnh, rồi vừa làm cho quà, vừa cúng dường tâm bảo. Thì hôm nay là con xin đọc số tiền của cô chú anh chị trợ giúp cho con, hỗ trợ cho con là cô Ly ở Mỹ 16 triệu, cô Ly ở Úc 10 triệu, cô Kim Hoàng ở Mỹ 9 triệu 4, chú 5 đô la 8 triệu rưỡi là con lấy cái ngày 10 tháng 7 đó. Nhóm cô Kim, cô Hương, cô Thảo là 6 triệu 6, là 2 lần 6 triệu 6. Nhóm cô Kim, cô Thảo, cô Hương 2 triệu rưỡi. Nhóm cô Kim, anh Chí Hiếu 4 triệu, chị Hương ở Úc 3 triệu rưỡi. Chị Quý Duyên 1 triệu 2, chị Thủy ở Úc 2 triệu, em Phượng 2 triệu, nhóm cô Đặng ở Úc 7 triệu, em Linh 500, bác Quảng Đào 2 triệu, cô Dĩ An 2 triệu, chị Linh Đền Thiên Phước 2 triệu, Úc em ở Mỹ 3 triệu 6, anh Lê Hùng ở Mỹ 1 triệu 2, chị Wendy ở Pháp 2 triệu, chị Thủy ở Úc 5 triệu, chị Linh 1 triệu 8, chị Trúc Biên Hòa 2 triệu, em Tony ở Mỹ 7 triệu 2, chị Lê Nenda ở Pháp 2 triệu, cô Lan chú Phước 10 triệu,
Thì con nấu ăn từ con cộng lại là số tiền á. Số tiền là 89 triệu. Đúng rồi. Tháng 19 rồi. 9 chứ 9. 98 triệu 300 ngàn. Mà con đi nấu ăn từ lúc tháng 7, mùng 10, 10 tây tháng 7 cho đến 20 tây tháng 11. Là vừa cúng dường nè, tam bảo nè, vừa nấu ăn nè, cũng vừa cho quà ở Long Xuyên á, 30 phần 7 triệu rưỡi. Con có tham gia sửa nhà ở tỉnh Đồng Tháp gần An Giang á, cái nhà cụ và cụ bà này bấy mấy tuổi mà nhà cũng hư nát hết rồi, không có tiền mà để sửa chữa. Ở dưới quê thì người ta đóng góp được 12 triệu, có chị ba điệp chỉ điện lên cho con là chỉ xin thêm 8 triệu, nhưng mà con á quỹ trong mình có 6 triệu thôi, trong sổ mình có trao 6 triệu thôi. Cô Đặng ở Úc á, tại chợ 100 triệu riêng. Và em Hồng ở quận 7 1 triệu, là chỉ là chia có 6 triệu thôi, tổng cộng là 13 triệu. Thì còn bao nhiêu là con nấu ăn, là bữa nay là con cho cô chú anh chị biết rõ hơn là số tiền của trong quỹ mình đã hết. Dạ. Mà đã hết rồi, hết tiền rồi, nhưng mà cái số tiền của cô Lan chú Phước á là còn trong quỹ là 5 triệu. Dạ. Còn cô Ly thì còn 1 triệu. Dạ. Thì con nói cho cô chú anh chị biết rõ hơn. Rồi con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, từ lúc mùa dịch cho tới giờ trợ duyên cho con, giúp đỡ cho bà con khó khăn nhiều nơi nhiều chỗ khác nhau, hoàn cảnh mỗi hoàn cảnh nó khác nhau. Thì hôm nay là cô cháu con chuẩn bị đi cũng đi chùa, cũng nấu ăn, rồi cũng phát quà cho trẻ, rồi cũng tham gia cho phóng sanh, là cũng mua 500 mấy kg cá, 500 mấy năm cũng khoảng 200 mấy chục ký cá đó. Thì con cũng trước á thì mình phóng sanh á, con cũng cầu chúc cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân làm từ thiện, làm thiện nguyện, được dồi dào sức khỏe, ăn lên làm ra, bệnh tật tiêu trừ, gia đình được hạnh phúc. Con xin cảm ơn cô chú. Dạ. Cái này đây, để gặp này này đi. Okay. Hôm nay xuống tận huyện Thủ Thừa, Long An luôn quý vị ơi. À, được nè, đứa nhỏ nè. Rồi con ôm cái này, cái này để đi mà quẹo lắm mà khiêng thùng rác. Con xách vô phụ nha. Nè con ơi, mấy đứa nhỏ nè. Nặng quá, mấy này nặng quá. Mấy thùng bánh đó con ơi. Mấy đúng rồi, nặng lắm. Nè này, không có khiêng, xách này giùm đi, xách này vô. Rồi. Nặng lắm, chắc từ từ đi, cái nào cũng nặng. Cái nào cũng nặng hết á. Em nói là thuộc huyện Thủ Thừa. Đi vô cho. Ủa xong lấy xe đẩy vô. Gạo nữa. Lát mình lấy nước đá mình đổ vô đây nè, mình lát mình uống lấy thùng đá của mình á. Ừ. Đỡ một gạo. Có ướt gạo không vậy? Không. Rồi bánh nữa nè, lấy mấy này ra. Ông quẹo mang ớ quá nên mới làm từ thiện để cho con khách á. Ừ. Quẹo đó, quẹo dừa đó. Xách vô luôn cái này nữa nè, còn đồ nhiều lắm á. Em của bánh nè, kéo đi. Chú chính vừa nha. Chú Quốc Việt, anh thứ tư của chị nè, ông này anh thứ tư. Giờ lớn tuổi bắt đi kinh từ thiện luôn. Từ thiện không có gì đâu, không phân biệt cử tác. Từ thiện không có làm gì hết á. 60 tuổi mà đi theo cũng làm nặng đồ dữ lắm. Tuổi tác không có phân biệt. Nặng đi, ôm cái nặng vô đi. Nhiều quá vậy? Nhiều lắm, nhiều đồ lắm. Đó nặng đi, chị hai thảy lên đi. Chị hai thảy lên. À, chị hai đâu cổ bồ cũng xem. Nặng lắm cô ôm này được nè. Ôm này mấy thùng giấy nè. Mấy cái này vô đây nè con, mấy này nhẹ nè con. Bánh, cái đó nặng lắm. Nặng lắm. Nặng lắm, em phụ, nặng lắm. Ý da, trời. Để đây nè, xích đây nè, bể xuống. Rồi, nuôi. Để vô. Nuôi luộc rồi. Con bánh, nào nhẹ nhẹ. Con này là gì đây? Nấm nè. Mấy cái xu này. Phân nửa đi, phải phân nửa này thôi. Phân nửa này đi rồi bắt đầu bào gần hết chưa? Nói hôm nay cô Yến giỏi ta, mấy bữa không có giỏi mà. Mới xuống cái chị không còn có duyên gặp nữa hả? Có
Bữa nay ổng có đi hả chị? Hồi đó giờ ổng có đi theo. À, chú hai giờ không quý. À, quý vị ở thôn quê có cái mấy cái lâu nè. Còn cái kia là giống cái nhà cầu người ta hình như không phải. Dạ em thấy này em cho mền á, mền mà mền mấy để cho mấy mình nỉ nè. Mình nỉ đó không cơ. Em cho 200 cái mền. Chú Quốc Việt nói là chi phí tới 100 triệu nó cô Loan hỗ trợ. 100 triệu. Trên 100 triệu luôn hả? Dạ. Em có kêu gọi là tự em mà chứ không có kêu đâu. Kêu mệt lắm, chúng chửi chết à. Em kêu mình định hỗ trợ thôi chứ em không kêu chị Loan. Nó gại quá cho chị Loan mà. Có tài trợ thêm không? Nếu mà chạy thợ thêm á thì em mua 200 đôi giày. Mà mình định đến đến thinh nè. Đó, lo sắm nhà rồi sim nữa. Sao nhà còn lỗ mà cơ tài trợ vậy nữa. Sao nhà còn lỗ mà đi chi phí lỗ mà. Trong ngày về cái này khỏi tắt nữa ha. Ừ ha. Tới rửa gọi nhà đó khỏi tắt. Ha. Của ngò đây ở dưới đây hả? Của mình đó. Hành lá. Hành là lá. Không có gì xài hết trơn nè. Sư cô đi sư cô kêu sư cô chỉ đi hỏi sư cô. Anh đổ kia vô đi, anh đổ này vô nè, đổ thêm này vô nè anh. Đây. Soi rồi đó. Ý là bỏ cái này vô luôn. Vô luôn đi, cậy vô đi vô chứ. Ừ vô chứ là mình hầm á chút xíu rồi tính. Còn gỗ nữa. Đó, mình lấy mình xài nè. Cái nấm khô để riêng. Nó đầy nhiêu đó thôi à, mình đâu có làm gì nữa đâu. Mình muốn cái vớt ra bớt. Trời, đỡ quậy đi chị, đưa đỡ này tí, đỡ Yến đổ này vô luôn đi, còn kia nắp đủ sao. Đi dời quá. Vậy khiên á. Khiên. Ờ nó sôi rồi, mày xíu nó chín nè. Thôi kệ đi. Ờ xong rồi đó. Đến lát nữa đưa sư cô 7 triệu. Mấy phần là dư á. Rồi nấu rồi đổ nấm vô luôn anh, một vỗ nấm. Ừ, nó đổ cho thấm gia vị nó mới ngon. Đồ bếp ăn trước đi. Kìa, ăn. Bây giờ mình mượn cái mâm mình. Quá trời quá đất luôn quý vị. Top bình quá trời luôn. Vui ha. Số ăn ghệ hả? Ờ có hồi từ thiện bên bác sĩ nè, tính đi Sóc Trăng á, Sóc Trăng á, đi khám bệnh từ thiện nữa cái gì. Qua loại bụi nó bên nó văng lên cho đó đồ ăn. Bưng lên đây nè cho em, chị em mở tháo đi. Chị đùa giùm chị miếng này luôn coi chị. Rồi để đây cho em đi. Để xuống đây đi còn thao nữa. Ừ để đây đi. Uống chả chua gà. Để đây nhá. Vớt đi bắt đầu mình cho người ta ăn. Tại mấy sư cô đang ăn ngủ vậy. Rồi rồi đứng leo được rồi nè chị. Tính rồi. Rồi giờ cái này múc lên ăn được. Chị mấy chị gần đây hả? Lát nữa nè. Cái này được không? Ít không? Cái này ướt không? Nè.
giờ không có. Ngắt đi ngắt. Chèo con á, chèo mai con ăn. Dạ, cái này cô để. Cô chiên lại. Cô chiên lại cho nó giòn xíu con. Bên đây là mấy bạn trẻ tu tập ở tỉnh xã ăn đủ gì. Ủa này mình kéo thì lên. Ngồi xa, ngồi dây, ngồi dây xa xa ra con, ngồi xa xa ra đặng ăn. Hay. Ủa này ít nước quá con ơi, ít nước quá cho mà nồi lèo nữa đi. Hả con hả? Có tương ớt nữa kìa, vô chổng đổ tương ớt ra chấm đi con, tương ớt đó. Không, cái này đừng bỏ gì trong đó con, để chấm tương ớt ăn riêng. Cái bình thánh á. Đây đây là con Mỹ Lan mẹ, lần này về đây có thấy vui không? Vui vui. Kỳ trước là phát ra. Rồi làm thêm mâm nữa đi, làm thêm bàn nữa đi. Gái, làm thêm bàn nữa, con ngồi xem gian gian ra vậy nè. Gái, ngồi, đúng rồi, ngồi ngồi thêm một bàn nữa đi. Ngồi hàng dài chứ sao ngồi vòng tròn vậy? Ngồi vậy, em không biết sắp xếp, con phải cho ngồi hàng dài vậy nè, vô vậy nè, cho nó ngồi thứ tự. Đi ngồi dài, con ngồi dài, đi ngồi bàn dài nè gái. Gái chưa ngồi bàn dài rồi chứ tiện. Con muốn thêm đi, nước không có nước, nhỏ ăn có được đâu, con khô queo à. Ở đây hiện tại là cấp điện nha muốn quý thêm vị đi, muốn thêm đi, có này có kia xíu. Thôi lấy thêm thao đi cho tụi này ăn, chứ một mình bé nó làm đâu có sể. Cho cái nào thao đó đi cho mấy đứa nhỏ nó ăn, có mịn bé nó làm đâu có sể. Này xong rồi Yến. Xong rồi đây lắm. Không phải dồn đây đi cậy còn không phải. Biết sao không cho mấy đứa nó ăn, mấy đứa nó ngồi có mịn bé đó nó không có làm sể. Để lên phục vụ trong phụ với dân em. Cho mấy đứa nhỏ nó ăn kìa, nó nhỏ nó làm không sể, ăn bé nó làm không sể. Không bây giờ để làm phụ cho con, cho con mới được. Tại con mình con làm không sể cho mấy đứa nó ăn. Bây giờ con lấy thêm một cái thao nữa đi. Cái gì đó đi con. Ủa cái bao tay đâu ta? Cái bao tay đâu rồi? Con được nhưng mà lâu lắm, để con lấy cái bao tay. Con biết sao không? Mấy đứa. Con múc cô gia vị cho em ăn với con. Cô thấy không có gia vị nhiều, vậy múc gia vị vô. Múc gì nhiều vô. Rồi con lấy đi. Không nhiều lắm rồi. Múc nhiều vô. Đi tí, dở lên tao Yến. Cho tao lấy làm phụ nó cho nhân tao nè, vét này xuống đi. Mấy cụ bà đồ lên nó ngồi ăn luôn đi, múc được cho mấy cụ bà ăn luôn. Ăn trước ăn hết đi. Dạ. Đây. Chị lấy nước xíu nước lèo mà em đi ở múc luôn đi ha. Dạ. Cho sư cô hả bà? Sư cô ăn rồi, sư cô xin hoành thánh không à? Mấy rồi mời bà cụ đồ lên ăn luôn đi. Nè múc đi lên nè con. Múc đồ gia vị vô, múc gia vị vô. Yến múc qua nước nhiều, Yến múc được cái quá. Em làm giùm cho mấy cụ, chị ngượng tô đi tội nghiệp mấy bà cụ. Bây giờ ở đây là tự đố là tự không có. Ít nước quá. Cái gì mà làm tàu hô kỳ gì đâu. Không có lửa hả? Lửa nó nóng lên mới bỏ vô được, nó chưa có nóng mà bỏ vô. Nóng mà. Nó không xèo rồi, nó không có ấy rồi. Rồi nấu cho ai nữa? Nè, múc vô. Để xuống đi, mày để xuống đất đi, mày để xuống đất đi. Múc vô cân, múc vô chị đi. Đây, đây chị, đây. Thấy nồi nước lèo đó hấp dẫn không quý vị, quá trời nước luôn à. Cái này phải có cái ca bự. Không đi múc hết ga. Có hành ngọn không? Bỏ vô. Không có luôn xài. Bỏ rồi. Nói chứ người ta bán bột đúng rồi, bỏ đi bỏ dầu đó đi lát chiên khác. Chắc đợi mấy đứa nhỏ nó ăn hết rồi khỏi chiên luôn.
đồ gia vị quá trời rồi. Thôi khỏi chiên đi hai ơi. À, đồ gia vị nhiều quá rồi nè. Đó, giờ lên đó. Đúng rồi, hồi nãy nó chưa có nóng á. Đầy quá sao múc lon. Lon đầy quá mày múc còn cái đồ nước đi. Rồi rồi. Được 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 được. Này bạn Phan được, được mà. Này bưng lên, bưng lên, bưng lên. Nước sôi, nước sôi. Rồi kêu đi, kêu đứa vô. Bỏ lại ba gác cho ai trời. Kêu đứa vô đi, mời chị. Mấy cụ già ra ăn luôn đi. Đi mời mấy chị ra, mấy cụ. Có tô đâu mà ăn. Cụ đi lên ăn luôn đi nè, lên ngồi. Tự lấy chén đi. Đi ra con mời. Quá trời đồ. Ủa? Cái gì? Đó bụng chưa? Nó bụng chưa? Đi trên tư lấy dĩa trên tư ăn. Lấy ăn nuôi đi, lấy nuôi ăn. Dạ dạ được rồi chị, được. Đó nó nóng rồi đó, đi hôm nó nóng đó. Nãy nó chưa có nóng. Rồi xong rồi đó. Vậy là trả gì? Dân em. Dạ. À, mai mốt mình đi nấu thì mình chở tô theo luôn. Dạ, dạ. Tại vì tô ăn xong rồi dục á. Tôi nấu mà để cho sư cô xài luôn, đừng mua dục. Rồi để nữa mua sư cô, mua tô cho sư cô luôn. Rồi. Tại chợ cho sư cô luôn. Cá 5 giờ. Dạ, dạ, con cảm ơn. Cảm ơn, con cảm ơn sư cô. Dạ. Dạ, cảm ơn sư cô. Dạ. Sư cô ăn miệng. Để đưa sư chị ra. Ủa quẹo lấy cái gì, lấy cái dĩa đựng cái này cứ miếng tươi ăn. Ăn bánh canh không, ăn bánh canh không, ăn bánh canh, muốn bánh canh có ai đói bụng ăn bánh canh đi hả chị, ai đói bụng không? Rồi bây giờ ở đây vòng vòng ở xóm này có lấy thì con múc luôn cho ai xin em về già múc luôn, lấy bọc đi, qua đây lấy bọc đi, múc luôn rồi hết đi, múc một lèo. Được ăn không? Ờ kêu anh Tư hỏi anh Tư ăn nuôi không? Cái này múc đem về. Còn này múc lèo ha. Ủa hành sao không xác? Có gì thun không bà? Gì? Không có gì thun sao gì cột được? Dì ơi, dì lại dì hỏi có gì thun cho xin mấy cọng gì thun đi. Cho bà cụ, cho bà. Bà cầm. Cái nào rồi nè, để em chị. Chị xin cái đó cũng được đó hả chị? Không, để chị gấp cho bà này trước đi rồi ấy. Từ từ chị, từ từ để mấy cho dân em ai cứ ăn hả? Rồi gì đó này cầm. Cái này muốn mất lèo, cái này phải có ca vừa vừa. Chị chia cho người khác ăn nha chị nha. Người hai cục mà chị nha. Chị có ăn bánh canh, cha bánh canh thêm nè. Cái này nóng quá. Sư cô ơi. Nóng quá à. Này nóng quá nè. Nóng mà mất lèo mình nóng quá. Có cái ca, một cái ca. Cái ca, còn cái ca đây. Cái ca bà ơi. Nè lấy cái giá nhỏ nè chị. Nóng quá à. Lấy cái giá nhỏ nè chị. Nè giá nhỏ nè. Lấy chích kìa. Cái này ấy quá à. Cái này nó nóng quá à. Dạ được rồi gì ha. Rồi. Còn cái thun không còn. Nóng lắm gì. Không phải, cái hoành thánh nè. Hoành thánh phải chia ra mới được, đâu có cho ai ăn nữa. Thôi xong hết rồi, xong rồi, xong hết rồi.
Rồi xong chưa? Ủa ai kêu vậy? Ai kêu ra vậy? Ủa còn nữa hả? Vậy thì trả tiền ra đi. Cái này phải có cái ca, có cái ca chị. Chị lại chị rửa cái ca chị. Chị múc cho dễ cái ca đó kìa. Ờ. Rửa cái ca chị chứ đây đứng múc không có được. Đặc sản ở miền Tây là cái cầu như này nè quý vị. Cầu này để đi 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 đại tiện luôn. Rất là thoáng mát luôn quý vị nha. Xa xa kia là ao nuôi cá với hàng dừa. Đây là phía sau. Ờ là lấy tô này đi nè. Này chị. Ai ai gì hâm lại đúng rồi. Được lấy bịch đi đổ vô múc nước lèo thôi chị. Sẽ. Cái này có luôn này múc nước lèo nè. Đây nè cô lấy nước lèo nè. Tội nghiệp bả. Nè múc cho bán bình nước lèo đi. Cái cô này nè, cái cô lớn tuổi nè. Cưng ơi múc giùm cho chị cái nước lèo cho. Có chưa cái đó bà cụ đúng không cưng chị? Rồi vậy bà có rồi nè bịch nè. Đây lấy gì lấy đi. Một người á, một người múc thôi, múc giùm cho một người múc thôi chứ vậy là bu quá cái lát nữa hả? Gối. Một người múc thôi. Để đi thôi, để đi lấy cho người khác, lấy cho người khác tao lại tao xin có. Để cho người khác, bà phái cho người thánh. Đó, đó kìa đó, đó chụp hình cái thằng. Đó nói bu hoài đó, mẹ mày nấu ngon rồi mày không dám tự tin vô nấu đồ chay. Đồ biết sao không? Đồ chay ngoài đồ chợ bán đâu giống như mình đâu, không có không có đồ la ghim đâu, không có hàng bông gì đâu, nấu chút xíu à. Mình là gần 20 kg đồ hàng bông đó. Nọ cái hàng bông không là thấy nó ngọt. Rồi nấm nữa. Từ bé chưa? Rồi. Mốt hả? Để chồng mà không? Ok. Trời. Mốt hả? Đúng lên qua bên bản em không? Mốt hả cái con, mốt hả? Rồi, mời con. Ai cũng có hết. Rồi. Mốt hả con cảm ơn. Rồi, rồi tay nữa đây. Mốt hả? Đấy nè con. Vô con. Rồi. Bé, ừ, trời ơi. Đây cũng có hai đứa cháu nội đứa nữa. Đây còn đứa nè đây luôn. Bé bự. Còn hết kêu đứa lại đi con rồi. Hết chưa? Lại này đem vô tổng đi. Nè bà ơi, bà lấy thêm bịch đi về tối ăn cho đỡ buồn bà. Bán cho mấy nhỏ này con. Còn không chinh dùng con nghiệp chắc thì đó có 3 đúng ha. Quá không. Nãy giờ không lấy rồi rồi. Rồi ai lấy tiền nè. Nè nè tờ giấy có cầu em đây nè. Đây đây cầu em cầu thiếu nè. À chú trả cô trả đi. Nè nè. Con luôn nhìn đúng dấu rồi. Cô cá nè ai vậy? Dạ cá ra đi. Chị cô ơi, không có cái lỗ mình ghim vậy. À mình ghim nhộng nhộng. Đây bắt đầu sư cô thả cá phóng sanh luôn quý vị. Cá lương, cá kèo. Cá chơi, cá chơi. Cá chơi cá khác. Cá khác đừng đúng quá. Nè anh ơi, nãy chị tình cá nè anh ơi. Thôi chẳng có kèo. Không. 7 triệu thôi. Cái đầu nó thẻ. Đâu trời. Con gùa nó có con gùa nó kìa. Ai để chảy cho lấy đầu. Con kia nó cái đó. Ai được. Cái đầu cũng được kìa nè. Nè các cô phải đứng chắp tay lại nghiêm trang đàng hoàng, người ta quay phim mà mình giấu hạnh không có được. Nè, chắp tay lại hết mấy con. Chắp tay lại. Chắp tay lại hết. Cái này cô giữ đi, cô đó cô giữ đi cho. Nè mấy cô chưa có đồng phục cho lấy đồng phục chắp tay lại đàng hoàng. Con lươn bò ra kìa. Đức thần sư phụ con lươn bò ra kìa.
mời toàn thể đại chúng cùng nhiếp tâm lại để làm lễ phóng sanh cứu mạng vật. Cùng tay chắp lưng thẳng, giới hương gần hương như người giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biểu pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Ma ha tăng, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm nhâm dần, tại Thú Viên Đạo làm con đệ tử chúng con thì theo Ni Thích Nữ Liên Hiền cùng nhóm Phật tử Mi Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tâm. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tâm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Cần Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hời hời chúng sanh quy y Phật. Hời hời chúng sanh quy y Pháp. Hời hời chúng sanh quy y Tăng. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi, chúng sanh quy y Phật Tăng đỏ địa ngục. Chúng sanh quy ba băng đỏ ngạ quỷ, chúng sanh quy tăng băng đỏ bàn sanh. Hại hại chúng sanh quy Phật. Hại hại chúng sanh quy Pháp. Hại hại chúng sanh quy tăng. Chúng sanh quy nghiệp ác tham sân si, không có chết mà ẩn vậy đó. Cho nên hôm nay phải đỏ làm thân thủy tộc như thế này. Xin cô nè, gia đình là Phật tử Mỹ Loan đã có bỏ ra số tiền của một thân mạng cho quý vị, đã làm lễ quy tam bảo và nặng cho quý vị có thân rồi. Đừng bao giờ làm những điều xấu ác để đỏ giờ bắt đạo như thế này. Cố gắng đi nhờ quay được tam bảo tu tập xong thì xóa bỏ báo thân này, được làm kiếp người tu tập cho ngày sớm ngày đất đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Các ngươi biết không, do nhiều đời nhiều kiếp các ngươi đã tạo nhiều nghiệp khác, cho nên hôm nay phải đọa làm thân thủy tộc như thế này. Mạng nó thì sống ở A Hồ, khi thì bị người ta dâm câu bắt cưới, bị người ta giết bất cứ hình thức nào hôm nay thì gia chủ bỏ ra số tiền quy tam bảo từ một tiếng kênh đặt cho pháp danh là Diệu Âm Như Lai. Từ nay mình là đệ tử Đức Phật rồi, cố gắng đương vào một tâm bảo thân thủy tộc cho sớm ngày đất tạo bảo thân thủy tộc. Tam bảo chứng minh quay thần hồn Bồ Tát thỉnh dân Phạm Dương Đế Thích Tứ Thiên Long Bát Bồ Đồng Thị Gia Hộ. Hôm nay đệ tử chúng con phóng sanh nguyện đem công đức này cầu nguyện cho tam bảo trường tồn thế giới hòa bình chúng sanh an lạc, đất nước giảm tai nạn binh đao, nhà nhà thấm nhuận mưa pháp gặp kỳ, cầu an cho Trịnh Thị Quỳnh Như, cầu an cho Trương Thị 96 tuổi, Phan Thị Dân 77 tuổi, Đặng Quỳnh Thị Đặng 76 tuổi, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Ngọc Tiền pháp danh Dạng Lợi Nguyễn Ngọc, Ngô Văn Thanh pháp danh Dạng Hà, Ngô Tiết Hồng, Ngô Tiết Mai, Quỳnh Hà Thanh, Quỳnh Ngọc Tân, Dương Lệ Yến. Nghiệp chướng bao chướng phiền não chướng tận tiêu trừ, gia đạo bình an, mọi việc đều được hạnh thông, mưa thuận gió hòa, luôn tin sâu tam bảo tin cõi Phật, an vui mai sau có thác về Tây Phương cực lạc. Hết rồi. Cấp kỳ cầu siêu anh hùng liệt sĩ vì quốc trong thân cũ, quyền thật tổ quan gia ông tử quan gia trai chủ và chữ gì hương linh Quỳnh Thị Phước pháp danh Diệu Khôn Hương, thọ 89 tuổi. Quỳnh Văn Thanh Hương thọ 79 tuổi. Quỳnh Văn Nhu Hưởng Dương 24 tuổi. Quỳnh Văn Minh Hưởng Dương 17 tuổi. Quỳnh Văn Đông Hưởng Dương 24 tuổi. Quỳnh Văn Hà Hưởng Dương 24 tuổi. Quỳnh Ngọc Lợi Hưởng Dương 14 tuổi. Quỳnh Văn Quý
Hưởng dương 53 tuổi nguyện đất thành, hưởng dương 4 tháng rưỡi tuổi. Và đồng cầu siêu cho Nguyễn Văn Hồng pháp danh Minh Trơn, hưởng thọ 70 tuổi, mất ngày 20 tháng 10 năm nhâm dần. Lê Đình Hoa pháp danh Nguyên Hương, hưởng thọ 86 tuổi, mất ngày 21 tháng 10 năm nhâm dần. Dương Nhân Nhu hưởng thọ 72 tuổi, còn chưa đàng đàng chưa dậy hương linh nhâm linh tại nơi đây của Huyền Thất Tổ nội ngoại đệ tử chúng con. Và đồng cầu siêu cho Nguyễn Vĩ Phương, mất ngày 20 tháng 7 năm nhâm, ngày mùng 2 tháng 7 năm nhâm dần, hưởng dương 56 tuổi, nghiệp chướng được tiêu trừ, nương vào công đức này giảng tâm cực lạc. Đồng cầu an cho Võ Thị Hương pháp danh Diệu Trầm, sinh năm 1968, được an lạc thân khỏe tâm an. Bộ nguyện âm siêu dương thôi pháp giới chúng sanh, tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc, đồng chứng Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý mạng lễ con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Bây giờ các con đứng hai hàng, giặt ra hai bên, con đi chụp hình, con có đứng vô đây. Xích ra. À cha cô hướng dẫn Mạnh Thường Quân với đi kia như phóng xanh, nhưng mà đừng nó đừng có kẹt xà lại bên đây. Các cô đi xuống phóng từ từ. Còn mấy đứa? Mọi người ở bên trong mới đi phóng bao ớt cho sư. Nguyên cái nhóm ngồi đó đi qua bên kia phóng bao ớt. Sao khi phụ đi ai cũng phụ. Đây đây. Ớt nào sư? Hai người một thùng. Đây, hai người một thùng, cô bên đây, cô bên kia. Ớt nặng đi. Rồi rồi đi chụp hình đi con. Mấy đứa con đi phóng bao ớt đi. Chú Tè quên đó chú Tè. Chú Tè quên với lại gì đó đây. Đây đem đổ cho. Đây đổ cho. Đâu đem Giang anh làm cho. Rồi rồi để xuống. Để dưới đây đi. Để dưới đây đi con, để con bưng chưa tới. Cho nó sâu sâu nha. Phóng xanh quý vị. Còn một thùng lớn nữa quý vị ơi. Cái màu trắng lên. Cái con gì? Ủa rùa đâu rồi? Cái rùa tao. Ủa rùa tao. Đây rùa đây nè. Còn rùa đâu? Rùa nãy là kia nó cầm đi. Đây 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 đây. Ủa lương đâu rồi? Lương thả chưa? Lương thả đâu? Lương thả đằng kia. Sống thả luôn chỗ. Rùa cá. Cái kèo hả? Nè
này ra sông lớn nó ra mà rầy này có cái sông nó ra chứ đó lội 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 rồi lên đường về quý vị ơi. Hello, chào Bình Định. Bạn ơi lắm hay sao đi từ thiện? Đi từ thiện cho bán đắt lại mà, mày muốn bán hơn chín đầu luôn á. Mình được phước á. Không bị đô thị nó đưa xe về phường luôn. Năn nỉ nó phạt 150. Và bây giờ cô Loan với em đi về lại Sài Gòn nha quý vị. Chào cô Khiếu nha. Dạ. Ủa tao con chuẩn bị về Sài Gòn. Giờ lên đường về lại Sài Gòn quý vị ơi, bây giờ cũng 5:30-6 giờ rồi. Cô hôm nay đoàn của cô Mỹ Loan về đây để tự thiện ha, lần này là lần thứ hai. Bà con ở đây rất là vui nè, thấy chưa? À, lớn thì có nè, nhỏ có nè. À, chút xíu thì cũng có nè, để đưa phái đoàn về không khí rất là ấm cúng và vui vẻ ha. Dạ, cho xin cảm ơn nhóm Mỹ Loan, nhóm cô Đặng ha. Dạ. Dạ, xin cảm ơn nhóm Phật tử cô Đặng ha. Hôm nay thì có thỉnh Đông Quý Sư về đây, vô quý Phật tử về đây để tụng kinh cầu dạ. An và cầu siêu luôn. Rồi. Rất là tập đoàn viên mạng hay với Đặc Thượng. Rồi. À, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Dạ, dạ, dạ. Vỏ màu đỏ, hai bịch khẩu trang nằm ở dưới này. Ở trong hả? Bỏ đi bên hai bịch khẩu trang. Không phải, nhưng mà cái vỏ màu đỏ nó có hàng khẩu trang. Rồi để tôi vô. Thôi hỏi đi nha cho. Cho không công của mày. Hả? Nè, dầu mày xài chứ không có bán nè. Bốn tư đâu. Thôi mới xài. Bye bye. Mày mà xài dầu đó rồi đó, mày có xài dầu đó. Rồi ai cho tao mua nữa nha. Để chứ bộ. Thơm gì lắm. Bạn quý vị ơi, em có bán thuốc bổ thuyên khớp glucosamine loại 220 viên 850.000 và receipt toàn quốc.